Xin chào mọi người, mời mọi người hôm nay cùng quay lại với lại bữa ăn của ba mẹ con ba bà cháu Pila, Maxi và Siro. Nếu mà mở các bạn chờ đấy, vào cái ngọt. À đây là đây, tại sao ở đây lại có chỉ có hai cái bát thôi, nếu có một cái rồi. Đây là đảo, mình đảo hết rồi. Ngồi đấy đi, ngồi đấy chờ đấy, hơi thu nước đây này. Một này, hai này, chờ tí nha để anh đi lấy nước, đây là đang khô quá, lấy thêm tí nước kia này. Đấy, kích thích chúng nó uống nhiều nước một chút bằng cái cách này là tiện nhất. Chờ nào, mời gọi người chỗ đi. Siro, nước lã thôi, không cần phải nước gì cả, nước lã thoải mái. Bình thường chúng nó uống nước lã thì dùng nước này cũng dùng nước lã. Đồ ăn này hơi nhiều một chút rồi. Này, đã hạt được phần thịt đấy này. Cẩn thận rơi lại thừa đạn. Nào siro nào. Hai này. Một này. Hai này. Một này. Hai này, một này, hai này, ba này, nào từ nào, à, chưa xong đâu, nhiều quá, hôm nay cho ăn nhiều quá rồi, thực sự là hôm nay là cái phần ăn là hơi bị nhiều hôm nay. Không biết là mấy lạng một con đây, có lẽ là 6 lạng một con. Nhiều quá. Cái bát này nó rất là to. Đây, Messi đây. À, Siro đây. Messi. Pila. Ok, ăn đi. Rất là nhiều. Hôm nay này cái đồ ăn nhiều quá. Quá nhiều. Đồ ăn hôm nay là quá nhiều. Đây. Nguyên bát đây này. To đùng này. À. Hết không? Mấy hôm vừa rồi thì mấy hôm vừa rồi thì về phục vụ Hanna đẻ, cho nên là ở trên này lại phát sinh một tí là siro lên giống. Và khi mà lên giống thì nó như mình đã từng nói với mọi người là cái con chó ở trong cái giai đoạn lên giống ấy, là nó sẽ muốn khẳng định cái vị trí của nó, cái hormone gọi là hormone máu đánh nhau nó tăng lên. Thế là siro là có hầm hè một tí tranh cái quả bóng. Siro xích ra đây, lấy quả mẹ chia cho siro một tí, cho siro một tí nhé. Siro tranh quả bóng với lại Pila. Pila cầm quả bóng thì Siro muốn tranh, chăm chú cho quả bóng và
Pilagu. Bà Pilagu. Bà Pilagu thì mẹ Melcy mẹ bênh. Thế là Melcy với lại Pila là có hầm hè sâu sát với nhau, muốn lao vào nhau. Và sau nó cách cái việc đấy nó cách đây 5 ngày. 5 ngày, 6 ngày thì khả năng là cái sự việc ấy nó kéo và nó căng thẳng 1-2 hôm mà mình về, bởi vì về chăm Hana là ở chỗ khác, Hana là về chăm Hana cách đây là 1 tuần, sau hôm nay hôm sau đấy thì phát sinh. Thì khả năng là đã bị rơi rụng mất một vài tháng. Chứ bụng hôm nay là nhìn hơi nhỏ. Melcy là trong vòng khoảng tầm 5 ngày nữa là đẻ rồi, mà bụng như thế này nhỏ quá, khả năng là mất bước 2 rồi. Hơi bị một tin vui và một tin buồn. Tin vui là Siro chuẩn bị sẽ lấy giống, bắt đầu cho sinh sản. Tin buồn là Melcy khả năng là bị rơi rụng mất một chút, bởi vì là Melcy ở 40 ngày là cái bụng của Melcy to lắm rồi, là bụng to như những lần trước. Nhưng đến hôm nay thì sau một tuần, sau hơn một tuần sau cái sự việc đấy thì cái bụng này không phình ra như những lần trước. Nếu mọi người theo dõi Melcy hai lần trước, hai lần đẻ trước và hai lần bầu trước của Melcy là cái bụng của Melcy phình rất là to. Lần này thì bụng nó nhỏ. Thì hy vọng là nó không có rơi rụng quá nhiều. Hy vọng là vẫn sẽ có một cái đàn cho con đủ để cho các anh em đã cọc và chờ đợi. Siro thì đợt này sẽ cho Siro ghép với lại Marvin. Gọi là chung dòng máu của Pila. Chung dòng máu của Pila đây. Ghép với Loki. Loki là con của Pila. Còn Siro thì là cháu của Pila. Một bên là cháu ngoại. Là cái cặp ghép này hy vọng là sẽ cho ra những cái con chó con mà lại quay về cái con chó con chuẩn Đức. Pila, Pila là cái con chó nhập Đức. Một con chó mà rất là chạy, rất là ưng ý tất cả mọi thứ. Mọi người đây nhìn Pila bây giờ là Pila là đã 8 tuổi rồi đấy. Nhìn nó như là một con chó thanh niên, nó không khác một tí nào một con chó thanh niên cả. Thì mọi người có thể hiểu được là cái sức khỏe của con chó nó tốt như thế nào. Cái sức khỏe của nó cực kỳ tốt về tất cả mọi thứ luôn. Siro ơi. Ra đây chào khán giả tí, ra đây. Ra đây ra. Ba đứng ra đây, ngồi qua mặt về thiên. Ngồi xuống nào. Tại vì là khi mà mình về thì nó không còn đại ca nữa, thành ra là nó có lằng nhằng với nhau. Chứ còn khi mà đại ca mà ngồi ở đây thì các tiểu muội, đây gọi là muội đi, các tiểu muội sẽ rất là có chừng mực. Nhưng mà khi đại ca không ở đây thì chúng nó muốn thay quyền đại ca, thành ra là nó có hầm hè nhau. Cái chuyện hầm hè đấy là không tránh được khi mà con chó nó lên giống. Khi con chó nó lên giống rồi nó có những cái đồ này đồ kia, nó tranh nhau cái chỗ, nó tranh nhau đồ chơi, nó tranh nhau đồ ăn, tranh nhau rất nhiều thứ. Nếu mà chủ mà không có uy hoặc là không có mặt chủ ấy thì cái đấy là nó sẽ phát sinh. Không có mặt chủ dài ngày là chúng nó sẽ mong muốn là chúng nó làm đại ca. Tại vì nó không về thì Siro lại chưa lên giống. Thế nên là cũng không dặn là mọi người ở đây là để mọi người mà theo dõi chúng nó, mọi người nẹt chúng nó, mà mọi người nẹt thì có khi nó không nẹt được. Bởi vì con rốt này nó luôn luôn nó ưu tiên một chủ, nó ưu tiên một chủ là đại ca. Còn những người khác thì nó có thể thích thì nó nghe, mà chẳng thích thì thôi. Ok, gia đình Robelovi xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc cho Melcy sẽ sinh con thuận lợi. Siro
sẽ bầu bí lần đầu tiên thuận lợi, cứ làm sao mà đẻ con khỏe là được, không có quan trọng nhiều cái gì nhá, khỏe là được. Ở đàn siro này chạy sẽ giữ lại một con chó cái làm cho giống một cái đàn chó rất là đáng để chờ đợi. Thì mọi người đừng có buồn phiền vì cái việc Melsi xảy ra. Các bạn mà có mong muốn và chờ những anh em mà đã cọc cái đàn của Melsi rồi ấy, mà nếu mà cái đàn này của Melsi mà nó có ít con ấy, thì mọi người hãy chuyển sang siro chờ thêm, coi như là chờ thêm 2 tháng nữa. Đàn siro cứ hẹn nó sẽ là siro về Rocky, sẽ là một cái đàn quay lại cái bộ gen chung của Pila, sẽ là một cái đàn chó mà hứa hẹn là cực kỳ tốt. Con chó Rockefeller Đức. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại nhé. Chúng ta tiện chúng ta làm kiểu ảnh, không ngồi lên, ngồi lên. Ngồi nào. Đúng rồi, ngồi, ngồi chứ không nằm. Thế nằm. Đúng rồi, ngồi đây. Chưa rồi. Quay mặt về kia. Quay mặt về đằng trước. Hai công chúa của gia đình này. Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem đến cái giờ phút này. Thank you. Hmm. Hmm. Hmm.